Quy y cách bên trong. Công chúa Tsoyan xứ Kachen hỏi đạo sư hóa thân Bhatmakara: người ta quy y những đối tượng bên trong nào? Loại người nào thọ quy y? Người ta quy y bằng cách thức hay phương tiện nào? Với thái độ đặc biệt và kéo dài bao lâu? Cần hoàn cảnh đặc biệt nào? Mục tiêu là gì? Và những phẩm tính nào? Đạo sư trả lời: về những đối tượng quy y, con cần quy y bổn tôn, guru và dakini. Người thọ quy y là người đã thọ môn mật thừa. Cách thức hay phương pháp là quy y với thân, ngữ, tâm, sùng mộ và thành kính. Về thái độ đặc biệt của thọ quy y, con phải nhận thức vị thầy là một vị Phật, không từ bỏ bổn tôn, dù phải từ bỏ mạng sống, và thường xuyên cúng dường dakini. Về thời gian, con cần quy y từ khi phát bồ đề tâm trong lễ quán đảnh cho đến khi đạt đến trạng thái một bậc kim cương trì. Về hoàn cảnh, con cần quy y với lòng sùng kính mật thừa. Về mục tiêu hay những đức hạnh của quy y, nó làm cho con trở thành một pháp khí thích hợp cho mật thừa và để nhận những ban phước phi thường. Công chúa Tsoyan hỏi đạo sư: về quy y cách bên trong, người ta cần những tu hành gì? Đạo sư trả lời: có 8 tu hành. Trước hết, có 3 tu hành đặc biệt. 1. Đã quy y guru, con không được ý xấu đối với ngài, hoặc thậm chí có ý định nhạo báng ngài. 2. Đã quy y bổn tôn, con không được gián đoạn sự thiền định về hình tướng bổn tôn hay sự trì tụng ngài. 3. Đã quy y dakini, con không được bỏ những ngày cúng dường định kỳ. 5 tu hành tổng quát như sau. 1. Hãy dâng cúng phần đầu tiên của bất cứ thứ gì con ăn hay uống như là cam lồ. Cúng dường phần đó khi quán tưởng guru trên đầu con. Cúng dường khi quán tưởng bổn tôn nơi trung tâm trái tim và dakini nơi trung tâm rốn. Con cần tu hành trong việc chia phần thực phẩm như vậy. 2. Dù đi về hướng nào, hãy cầu nguyện guru, bổn tôn và dakini. Hãy quán tưởng guru trên đỉnh đầu con. Hãy quán tưởng chính con là bổn tôn và dakini cùng những hộ pháp và những vệ sĩ của con. Đây là tu hành khi đi. 3. Dù phải mất mạng hay tay chân, con cần tu hành xem guru cũng thân thiết như trái tim mình, bổn tôn thân thiết như đôi mắt mình và dakini thân thiết như thân thể mình. 4. Bất cứ điều gì xảy ra như bệnh tật, khó khăn hay dễ chịu, vui hay buồn, con cần cầu khẩn guru, cúng dường cho bổn tôn và lễ tiệc cho dakini. Ngoài việc này, con không nên chạy theo những phương thức khác như bói toán và phù phép. 5. Nhớ những đức hạnh của guru, bổn tôn và dakini. Con phải quy y thường xuyên. Do quy y guru, những che chướng đều bị xóa sạch. Do quy y bổn tôn, thân đại ấn sẽ đạt được. Do quy y dakini, con sẽ nhận được những thành tựu. Công chúa Tsoyan hỏi đạo sư Bhatma: quy y cách bên trong có được những đức hạnh nào? Đạo sư Bhatma trả lời: do quy y guru, con được bảo vệ khỏi những trói buộc của tâm ý niệm, những chướng ngại của vô minh
và ngu si được xóa sạch, sự tích tập quán chiếu và tỉnh giác được hoàn thiện, và con sẽ nhận được thành tựu chứng ngộ tự phát. Do quy y bổn tôn, con được bảo vệ khỏi những tri giác thường tục, gom góp được sự tích tập trí tuệ tự hữu và đạt được sự thành tựu đại ấn. Do quy y Dakini, con sẽ được bảo vệ khỏi những chướng ngại và hồn linh xấu ác. Trở ngại đói khổ của ngạ quỷ được loại bỏ, sự tích tập buông bỏ và thoát khỏi những bám níu được hoàn thiện và sẽ đạt được sự thành tựu hóa thân đại lạc. Công chúa Tsubyan hỏi đạo sư: quy y cách bên trong thực tế là gì? Đạo sư Bạc Ma đáp: trước tiên con nên phát khởi nguyện vọng hướng đến giác ngộ tối thượng, sau đó quán tưởng Guru, Diệp Đàm, Dakini ngự trên mặt trời, mặt trăng và hoa sen trên bầu trời phía trước con, và nói ba lần: Guru tôn quý, gốc rễ của dòng truyền, bổn tôn Diệp Đàm, đấng khởi nguyên của mọi thành tựu, Dakini, đấng ban ân phước tối diệu, con xin kính lễ ba gốc. Sau đó hãy tập trung không sao lãng tâm con vào Guru, Diệp Đàm, Dakini và lập lại: con quy y nơi Guru, Diệp Đàm và Dakini. Kế tiếp khẩn nguyện như sau: chư Guru, Diệp Đàm và Dakini, cầu xin ban cho con ân phước của thân, khẩu, ý các ngài. Xin ban những quán đảnh trên con, xin ban những thành tựu thông thường và tối thượng, xin mở lòng từ của ngài đến con, đứa con sùng mộ của ngài. Sau đó, quá tán Guru vào đỉnh đầu con, Di Đam vào giữa ngực con và Dakini vào giữa rốn con. Công chúa Tsubyan hỏi vị thầy: phương pháp nguyện thọ quy y cách bên trong như thế nào? Vị thầy đáp: nghi thức nguyện thọ quy y cách bên trong lần đầu như sau. Quan trọng là phải nhận được quán đảnh. Vẫn giữ được tự thân quán đảnh là nhận được quy y. Nếu con thật sự thọ quy y mà không nhận quán đảnh, hãy đảnh lễ và đi nhiễu quanh vị Guru, dâng cúng hoa cho ngài và nói: thưa thầy, xin lắng nghe con. Tập hội chư bổn tôn, chư Dakini và quyến thuộc của Mandala bổn tôn, xin hãy lắng nghe con. Ngay từ giờ cho đến khi đạt được cấp bậc Dipyahara tối thượng của Mahamudra, con tên là: xin thọ quy y nơi gốc của dòng truyền tất cả những guru thiêng liêng và siêu phàm. Con xin thọ quy y nơi tất cả tập hội của bổn tôn, suối nguồn của mọi thành tựu. Con xin thọ quy y nơi tất cả Dakini, những đấng ban ân phước tối diệu. Nguyện thọ quy y đạt được sau khi niệm bài này ba lần. Đó là nghi thức thọ giới nguyện. Ta đã giải thích quy y cách bên trong. Quy y cách bí mật. Công nương Tsubyan, công chúa xứ Khát Chan, hỏi vị thầy: về thọ quy y cách bí mật, người ta thọ quy y nơi đối tượng nào, loại người nào thọ quy y, người ta thọ quy y theo cách thức hay phương pháp nào, người thọ quy y với thái độ đặc biệt nào, quy y trong thời gian nào, thọ quy y trong hoàn cảnh nào, có mục đích và đức hạnh gì? Vị thầy trả lời: về phần những đối tượng của quy y cách bí mật, con phải thọ quy y trong kiến, tức quan điểm, thiền, tức suy niệm, và hành, tức hành động. Loại người thọ quy y này phải là người có những khả năng cao nhất, mong muốn đạt được giác ngộ. Về phương pháp hay cách thức,
Con phải thọ quy y nhờ kiến, thiền, hành và quả. Nghĩa là con phải quy y với kiến xác quyết, thiền định có kinh nghiệm và hành vi có vị bình đẳng. Về phần thái độ đặc biệt, kiến thoát khỏi tham dục, có nghĩa không mong muốn nào khác hơn là đạt Phật quả hay dứt bỏ luân hồi. Sự thiền định thoát khỏi trụ vào sự tập trung trên hình tướng cụ thể và không rơi vào thiên kiến, thì không thể mô tả bằng ngôn từ bình thường. Hành động thoát khỏi lấy bỏ, tức là không rơi vào bất cứ phạm trù nào. Vì thời gian là kể từ lúc quy y cho đến khi đạt giác ngộ. Về hoàn cảnh là thọ quy y mà không muốn tái sanh nào nữa. Về mục tiêu hay đức hạnh là đạt được giác ngộ viên mãn ngay trong kiếp sống này. Công chúa Tishovian hỏi: về quy y cách bí mật, người ta cần tu hành những thực hành nào? Đạo sư Bạc Ma đáp: có ba tu hành tiên khởi. Một, về cái thấy, tức kiến sở hữu sự chứng ngộ. Con phải tu hành trong xác quyết rằng không có Phật quả nào khác cần thành tựu, vì tất cả chúng sanh và chư Phật đều có cùng nền tảng Phật tánh. Con phải tu hành trong xác quyết rằng hình tướng xuất hiện và tánh không là bất khả phân, qua chứng ngộ rằng những hình tướng đó và tâm là không khác biệt. Hai, về tu hành trong sự thiền định có kinh nghiệm, không nên để tâm hướng ngoại, đừng tập trung vào trong, mà hãy tu hành để tâm được nghỉ ngơi tự nhiên và thoát khỏi điểm quy chiếu. Ba, về phần hành động, hãy tu hành kinh nghiệm không gián đoạn, dù vào tất cả mọi lúc đi đứng nằm ngồi đều không có gì để thiền định về. Tu hành không sao lãng, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Sau đây là 8 tu hành thông thường. 1. Không từ bỏ vị thầy cho dù chứng ngộ tâm con là Phật. 2. Không gián đoạn những thiện căn cho dù con chứng ngộ những hình tướng là tâm. 3. Tránh làm những hành động xấu dù là vi tế nhất, cho dù con không còn sợ quải địa ngục. 4. Không phỉ báng bất kỳ giáo lý nào, cho dù con không còn nuôi dưỡng bất cứ hy vọng đạt giác ngộ nào. 5. Không nên kiêu mạn hay khoe khoang, cho dù con chứng ngộ những đại định cao cấp. 6. Luôn luôn cảm thấy có lòng bi với chúng sanh, cho dù con hiểu được chính mình và người khác là bất nhị. 7. Hãy tu hành nơi chốn nhập thức, tức quan vắng, cho dù con nhận ra luân hồi và niết bàn là không hay. Công chúa Tishovian hỏi vị đạo sư quá thân: về thọ quy y cách bí mật, người ta được ban sự bảo vệ nào và đức hạnh gì? Đạo sư Bạc Ma đáp: đã thọ quy y nơi kiến, con được bảo vệ khỏi cả hai thường kiến và đoạn kiến. Tà kiến và chấp chặt được loại bỏ, sự tích lũy của pháp tánh quang minh được viên mãn, và những thành tựu bất tận của thân khẩu ý sẽ đạt được. Đã thọ quy y nơi thiền định, cái thấy tức kiến cũng sẽ bảo vệ sự thiền định. Những che chướng của sự chấp chặt và tập khí sâu dày được tiêu trừ, sự tích lũy tính hợp nhất bất nhị được tích tụ, và những thành tựu của xác quyết và giải thoát bổn nguyên sẽ đạt được. Đã thọ quy y nơi hành, con được bảo vệ khỏi hạnh kiểm hư hỏng và tà kiến của chủ nghĩa hư vô, những che chướng của đạo đức giả và sự ngu dại được tiêu trừ, sự tích lũy của không bám chấp trong khi bận rộn được hoàn thiện, và sự thành tựu của việc chuyển bất kỳ những gì được kinh nghiệm thành sự chứng ngộ sẽ đạt được. Công chúa Tishovian hỏi đạo sư Bạc Ma: cách thực hành thực tế của thọ quy y cách bí mật là gì? Vị thầy trả lời: kiến,
Trong sự thoải mái tự nhiên, phải thoát khỏi tham dục và không thiên vị cực đoan. Sự thiền định phải thoát khỏi những tập trung và những hình tướng cụ thể và những điểm quy chiếu. Điều này không thể diễn tả bằng bất cứ ngôn từ thông thường nào. Có thể nói rằng không nên đặt tâm con hướng ra ngoài, cũng không tập trung nó vào bên trong. Hãy an nhiên tự tại không chỗ trụ. Hãy an nghỉ không sao lãng trong trạng thái của kinh nghiệm bất tận vào lúc đi, đứng, nằm hay ngồi. Những cảm giác về sự trọn vẹn hoan hỷ, trống không, phúc lạc hay trong sáng, tất cả đều là những kinh nghiệm tạm thời, không nên xem chúng là những điều kỳ diệu. Khi những trạng thái của tâm xảy ra như xáo động, che ám hay hôn trầm, hãy sử dụng những kinh nghiệm này như sự tu hành. Bất cứ những gì xảy ra như vậy, không nên xem chúng là những khuyết điểm. Công chúa Tashobhyan hỏi: phương pháp thọ nguyện quy y cách bí mật như thế nào? Đạo sư đáp: đảnh lễ và nhiễu quanh vị thầy, dâng cúng hoa cho ngài. Người đệ tử phải áp dụng tư thế ngồi kiết già và với lòng bi thọ nguyện trao dồi bồ đề tâm vì lợi ích của chính mình và người khác. Sau đó nhìn chăm chú lên bầu trời, không chuyển động trong mắt. Hãy để cho tỉnh giác của con an nghỉ một cách tỉnh thức, sinh động, trong sáng và tỏa khắp, thoát khỏi sự bám trụ vào người thấy biết và cái được thấy biết. Chính điều này là cái thấy có xác quyết, thiền định có kinh nghiệm và hành động có liên kết. Như vậy, nó nên được chỉ ra. Hãy thiền định như đã nhắc đến ở trên đây. Đây là giải nghĩa về thọ quy y cách bí mật. Đạo sư Quá Thân Bạc Ma nói: đây là hướng dẫn khẩu truyền của ta, trong đó những giáo huấn nội ngoại và bí mật, những cái thấy cao và thấp, mantra thừa và thừa triết học được cô đọng thành một gốc duy nhất trong cách thọ quy y ngoại, nội và bí mật. Khi áp dụng nó một cách tương ứng, con sẽ hướng về thực hành pháp. Việc thực hành pháp của con sẽ trở thành con đường, và con đường của con sẽ chín mùi thành quả. Công chúa xứ Kha Chen, con hãy hiểu như vậy. Điều này hoàn tất giáo huấn về thực hành thọ quy y như con đường của hành giả. Samadhyaya, ấn niệm, ấn niệm, ấn niệm.